một chiếc VinFast VF3 đang khá hot trong thời gian vừa qua. Và giờ hãy cùng mình lên xe để xem chiếc xe này có gì hấp dẫn và nên đội những sản phẩm nào nhé. Mọi người có thể thấy là nội thất được thiết kế cực kỳ tối giản và rộng rãi. Tuy nhiên, điểm đáng nói ở đây là vì được thiết kế tối giản nên các tính năng trên VF3 này sẽ ít và không hỗ trợ được nhiều cho người lái. Vậy gợi ý đầu tiên của mình là sản phẩm camera 360 IK AnyView V5 VF3. Lốp to, chắc chắn và đẹp đấy, nhưng lại thiếu cảm biến áp suất lốp. Vậy nên một bộ cảm biến áp suất lốp IK AnyShape C340 sẽ phù hợp trong trường hợp này. C340 được lắp đặt rất gọn gàng ngay phía trên kính lái giúp dễ dàng quan sát. Có bất kỳ vấn đề gì thì lốp C340 sẽ cảnh báo cho bạn về cả hình ảnh lẫn âm thanh. Ngoài ra, C340 còn có thể thông báo cho bạn ngay trên điện thoại, cực kỳ tiện lợi. Và cuối cùng là một trang bị mà bất kỳ xe nào cũng nên có, đó chính là camera hành trình. Ở đây mình gợi ý các bạn camera hành trình IK Anycam A650S. Camera sắc nét, vận hành ổn định, theo dõi hành trình di chuyển chính xác. Anh em mà biết thêm những gợi ý nào thì hãy comment ở phía dưới để em biết thêm nhé.